예! làm gì mà như bị ma đuổi thế? Xem cô cậu chạy đâu. Sao cô dám đánh tớ? Tớ sắp bắt được nó rồi, vậy mà cậu lại phá đám. Đấy rồi. Hai cậu cõng tớ lên với tới tổ ong. Ôi. Cậu phải kiễn chân lên, tớ mới với tới được. À, tôi có cách rồi. Hoan hô, chết mình. Xuống đây. Oi!
Hey.
Nước nước. Đẹp thật.
Sao thế nhỉ? Lạ nhỉ, cứ như là nó biết nhảy vậy. Cứ nghe thì tiếng nhạc là nó tự nhún nhảy. À, một đôi giày biết nhảy. Gì? Tớ có thể nhảy được tất cả các loại nhạc, cậu xem nhá. Wow. Wow. Cậu có sao không? Cậu có vẻ mệt rồi, đừng nhảy nữa. Tiếng nhạc, tớ không thể dừng được nữa. Tiếng nhạc. Kìa, tớ đã bảo cậu đừng nhảy nữa mà. Lu ơi Lu, cậu có sao không? Cậu phải tháo ngay đôi giày này ra. Được rồi, để tớ giúp cậu. Hai ba nào. Hai ba. Hai ý. Ây à. Dù tờ với Bun ơi. Được rồi, để tớ nghĩ cách đã nhé. Lại đây. Thế này nhé. Mệt quá. Bây giờ khỉ con biết cậu ở đâu mà mở nhạc nữa chứ. Lại tiếng nhạc. Giúp tôi dừng lại. Đứng lên, đứng lên. Rồi, cô phải nghe tớ. Chỉ có cách này mới thoát khỏi đôi giày này thôi. Đi. Mệt quá, mệt quá. Cố lên nào. Cố lên.
lên Lu ơi, chờ tất nhà cậu nhún thật mạnh vào. Cố lên. Cứu cơ. Ôi ôi. Thành công rồi. Nè. Bạn thấy sao? Thế nào?
Nếu cảm thấy thua rồi thì tự bỏ cuộc đi. Thôi, mình đi trước nhá. Bye bye. Tớ đi trước đây. Đã kém rồi lại còn đòi thi với tớ. Tưởng trốn đâu chứ, ai ngờ. Đâu nhỉ? À, đây rồi. Tớ đến với cậu ngay đây. Quái, sao lại có hòn đảo mọc lên giữa biển thế này? Cái gì đây? Cái gì đây? Áo. Ây à. Này, này, bắt tôi đi này. Này, này, nhìn này. Suýt ngã ra đường thế. Tớ trong cửa hàng có nhiều món ăn lạ quá. Ừ, phải công nhận có nhiều món thật, mà món nào cũng tẩm vùng đen mới lạ chứ. Ừ, tớ cũng đang đói bụng đây. Ý cậu chung với ý tớ đấy.
Hay. Lu ơi, chúng mình vào thôi. Chà chà, nhà hàng trông đẹp thật đấy. Sao mày đẹp quá. Xin chào hai bạn. Rất vui mừng chào đón hai bạn ghé lại cửa hàng chúng tôi. Xin mời hai bạn ngồi vào bàn. Xin mời hai bạn chọn món ăn. À, món gì cũng được chị ạ. Miễn là phải nhiều. Và phải nhanh chị nhé. Và phải thật nhiều vừng đen nữa. Tất nhiên rồi, xin các bạn chờ một lát nhé. Xin mời. Sao cậu lại ăn một mình thế? Ngon quá. Cậu chịu khó chờ món tiếp theo đi. Ngon thật đấy. Đây nữa. Để tôi xem nào. Sao lại danh của tớ? À! Có cách rồi. Ôi, cậu soi gương đi. Thế soi gương đi. Chết rồi. Mặt cậu. Cậu làm sao thế kìa? Chết rồi. Mặt cậu ý. Cậu soi gương mà xem. Cậu làm sao đấy? Nhìn đây này. Chết tớ rồi. Tớ bị làm sao thế này? Bun ơi, cứu tớ với. Thôi thôi, cậu tránh xa tớ ra. Tớ sợ bị lây bệnh của cậu lắm. Bệnh này của cậu là do ăn nhiều vừng đen nên nó phát ra ngoài đấy. Thôi thôi. Món nem bằng vừng đen này. Cô bắt nó. Cho em ạ. Thank you.
Oh,
rồi. Tôi đâu hàng rồi. Chào các bạn, trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng nhau làm món bánh rán. Trước hết, các bạn hãy cùng tôi, chúng ta chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết để làm món bánh rán. Nguyên liệu gồm có bột mì, đường, đậu xanh và dầu rán. Đầu tiên, chúng ta cho bột vào bát. Sau đó, ta đổ nước vào bột. Các bạn lưu ý, không đổ nhiều nước một lúc, mà chúng ta đổ nước từ từ, rồi ngoáy đều cho đến khi thấy bột đủ độ dẻo. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng làm nhân bánh. Đậu xanh, các bạn đổ chín rồi rã nhuyễn, trộn với đường. Sau đó, chúng ta nắm thành những nắm thật nhỏ như thế này. Nào các bạn, bây giờ chúng ta hãy cùng nặn những chiếc bánh rán nhé. Chừa cho dầu trong chảo sôi, chúng ta thả bánh vào, để nhỏ lửa, vừa đủ để bánh chín vàng. Nếu muốn bánh có hương vị thơm ngon hơn, chúng ta rắc một ít vừng lên bánh. Bây giờ chúng ta đã có những chiếc bánh trông thật hấp dẫn. Chà, thơm ngon quá. Chúc các bạn thành công và sẽ có những chiếc bánh rán thật thơm và ngon. Được quá, các bạn mình phải làm thử ngay mới được. Chà, chắc cũng đủ nguyên liệu rồi nhỉ. Xem nào, đến công đoạn nào rồi nhỉ? Tiếp theo là cho dầu vào chảo. Mùi gì thơm thế nhỉ? Thành công rồi. Ôi tuyệt quá, mình phải thử ngay mới được. Mình quên mất. Chiếc bánh biến đi đâu mất ý nhỉ? Chắc chỉ ở gần đây thôi. Thủ phạm đây rồi.
Có cần anten mới, chắc tivi nhà mình sẽ nét lắm đây. Để xem nào. Xem nào. Ooh!
Sao thế nhở? Phải ra ngoài xem thế nào. Lu, sao cậu lại trèo lên nóc nhà tớ hả? Ha ha ha!